Em xin chào các bác nhá. Hôm nay em lại tiếp tục chia sẻ cho các bác trồng cây cà tím trên những cái vật dụng, tận dụng những đồ bỏ đi trong gia đình để trồng. Đấy, khâu đầu tiên là mình sẽ làm đất này và gieo hạt. Sau khi gieo hạt xong thì mình sẽ tiến hành phun cho nó một nước. Sau gần 2 tháng thì mình đã có thành quả. Bây giờ mình sẽ tiến hành mang cây cà tím ra vào bầu và chuẩn bị để làm đất để cho cây cà vào cái giá thể mình làm. Thì đây là mình sẽ tận dụng cái vỏ chuối của nhà mình cắt ra và trộn cùng với một số. Đây là phân bón hỗn hợp đầu trâu NPK 30 10 5. Đây là N đồng trâu 16 16 8. Sẽ tận dụng cái can dầu ăn nhà mình nhá. Các bạn cắt đôi ra. Rồi cho ba lỗ cân nhau vào để khi mình xuyên dây và nó xeo nó lên nó không bị đấy, mình đã xuyên xong nhá.
Đây thì mình sẽ chọn cái dây là tận dụng ở cái treo nan bị hỏng. Đây là cây cà mình đã ương sẵn nhá, trong bầu nhá. Thì mình sẽ tiến hành lấy ra và cho vào. Các bạn quấn cái gì bóng vào cái lá nó này, sau đó mình đút qua đây để làm mục đích cho cái lá của mình nó không bị tổn thương. Cầm được một cái cây cà mà vào trong cái can dầu ăn nhé. Đấy, đất mình đã phối trộn rồi, mình sẽ tiến hành cho vào. Khi trồng xong thì mình sẽ tiến hành treo lên giá đỡ nhé. Mình đã hoàn thiện một cây cà trồng. Các bạn có bao nhiêu cây thì các bạn chủ trồng, ví dụ 10 cây gia đình mình đủ ăn thì mình sẽ trồng 10 cây. Nhưng mình sẽ trồng ở nhà mình là 6 cây nhé. Sau khi mình trồng xong thì mình sẽ tiến hành tưới cho cây của mình nó ổn định mỗi rễ. Mình cũng đã tưới và trồng cây hoàn thành xong thì mình sẽ dừng clip ở đây. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Sau này khi có thành quả có mình sẽ quay cho các bạn xem. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo.